Thưa quý vị, vấn đề lấn biển, mở cá giáng bờ biển sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của ngư dân. Và đó cũng là bài toán sinh kế của ngư dân mà chính phủ Costa Rica cũng như là chính phủ Sri Lanka cần tính tới. Trong chương trình Cuộc sống xanh kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung này. Năm 2013, Quốc hội Costa Rica đã ban hành một đạo luật mới giới hạn việc đánh bắt tôm bằng tàu đánh bắt có lưới cào. Đạo luật không cấm đánh bắt hoàn toàn, nhưng cố gắng điều chỉnh việc đánh bắt. Giấy phép đánh bắt của người dân vẫn hợp lệ cho đến khi hết hạn. Sau đó, các giấy phép đánh bắt hải sản sẽ được cấp lại khi các nghiên cứu khoa học xác minh việc đánh bắt tôm thực sự bền vững. Đối với tôi thì việc dừng ra khơi không phải là vấn đề lớn, vì tôi có thể kiếm tiền bằng những cách khác. Nhưng với nhiều người trong làng của tôi, việc ra khơi đánh bắt là sinh kế lâu dài của họ. Họ không làm công việc gì khác ngoài việc đánh bắt hải sản. Nếu không được đánh bắt nữa, nghĩa là họ thất nghiệp và nghèo đói. Jesus Chavez là người sáng lập và là người đứng đầu hợp tác xã đánh cá. 4 năm qua, anh và các thành viên của hợp tác xã này đã phải vật lộn rất nhiều để chống lại quyết định cấm đánh bắt hải sản của chính phủ. Anh Chavez không đấu tranh chống lại đạo luật vì lợi ích của mình, mà anh đấu tranh cho hàng xóm và những người trong làng của anh. Ngoài công việc đánh bắt hải sản, làng Barra del Colorado có rất ít cơ hội để mọi người kiếm sống và nuôi sống gia đình. Lợi ích từ công việc đánh bắt cực kỳ ít, và hầu hết thì mọi người không nhận được nhiều cá như mong đợi. Nơi này có sự khác biệt về các mối quan hệ xã hội, cũng như sự ấm áp của người dân nơi đây. Hầu hết du khách nghĩ về Barra del Colorado là thế giới ngoài sức tưởng tượng. Nhưng vấn đề của các ngư dân hiện tại ở làng này rất thực tế và cần được giải quyết. Có khoảng 6 đến 8 người trên mỗi chiếc thuyền như thế này. Họ sử dụng lưới nặng 1,5 tấn để ra khơi đánh bắt cá. Đây là cách mà nhóm của anh Neil Susanta đánh bắt cá ở bờ biển phía tây Kampitia của Sri Lanka. Sự mất mát của ngư dân trong khu vực này ngày càng gia tăng với sự phát triển của nhiều khách sạn, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Có 5-6 khách sạn ở đây. Mọi thứ ở đây giờ thuộc về người nước ngoài. Họ đến đây, mua đất và yêu cầu chúng tôi rời đi. Họ nói với chúng tôi là bây giờ mọi thứ thuộc về khách sạn. Nhưng chúng tôi đã ở lại. Tôi nói với họ rằng, người dân của chúng tôi đã sống và làm việc ở đây từ rất lâu, trước khi họ đến. Chúng tôi sẽ không rời đi chỉ vì yêu cầu của họ. Sau đó, họ bắt đầu đe dọa tôi, nhưng tôi không sợ. Các ngư dân tuyên bố bờ biển là của họ, nhưng bây giờ bờ biển là một phần của khu du lịch. Những người sống gần bãi biển phải rời đi. Những con đường cung cấp lối vào bãi biển, nơi luôn được ngư dân sử dụng, đã bị rào lại. Ngư dân phải sử dụng các tuyến đường thay thế khác. Nhưng ngư dân đã nổi loạn và phá vỡ hàng rào. Dần dần xung đột leo thang. Khi tôi gặp anh Neil Susanta lần đầu tiên, anh ấy vẫn chưa có giấy phép được sử dụng phần nào của bãi biển. Nhưng anh vẫn bắt được cá. Anh cần phải đánh bắt bởi phải đáp ứng nhu cầu nuôi sống gia đình và trả chi phí cho 12 nhân viên.
Anh có một đứa con, vợ anh Neil, cô Mari Wasanti, đã chứng kiến cảnh cha mẹ của cô bị đuổi ra khỏi ngư trường ngoài khơi bờ biển Negombo, cách nhà mối của cô khoảng 200 km về phía nam. Cô biết những gì xảy ra khi các khách sạn mọc lên. Một khi các khách sạn ở đây, chúng tôi không thể đến bãi biển này nữa. Chúng tôi sẽ gặp khó khăn khi lưới của chúng tôi bị sóng cuốn đi. Chính vì vậy, chúng tôi cầu nguyện sẽ không có gì xảy ra. Gazi là một ngôi làng yên tĩnh ở bờ biển phía nam Kenya. Gần như tất cả mọi người ở đây sống bám vào đại dương và câu cá mọi lúc. So với các ngư trường ở Ấn Độ hay Sri Lanka hoặc Barra del Colorado của Costa Rica, thì ngư trường Kenya tràn đầy sức sống. Anh Hassan Mbambua chỉ bắt cá vào ban ngày. Trong khi ngư dân vẫn bán cá đánh bắt trên bãi biển, thì anh ta chuẩn bị thuyền để ra biển. Khi còn trẻ, anh Hassan chỉ nghĩ một điều, ra khỏi Gazi. Anh đánh đổi cuộc sống ở làng để kiếm một công việc tạm thời trong thành phố, cho đến khi anh nhận ra rằng anh không thể sống mà không có biển. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để câu cá. Mặt nước phẳng lặng, dòng nước và gió lạnh chảy ngược chiều nhau. Nước chảy về phía bắc và gió lạnh thổi về phía nam. Chúng tôi cần rừng ngập mặn để có thể đánh bắt cá. Mikoko Pamoja có nghĩa là chúng tôi cùng với rừng ngập mặn. Đó cũng là tên của một dự án bất thường. Thông qua một tổ chức phi chính phủ của Anh, dự án Mikoko Pamoja bán chứng chỉ CO2 về vấn đề khí thải. Từ kết quả này, dự án cộng đồng đã được tài trợ để cung cấp những thứ như nước uống, chăm sóc sức khỏe và trồng rừng ngập mặn. Mikoko Pamoja là dự án đầu tiên trên thế giới bán CO2 thông qua việc duy trì rừng ngập mặn để bảo tồn hệ sinh thái biển. Không nhiều người hiểu khái niệm kinh doanh carbon. Lần đầu tiên nghe về giao dịch carbon, tôi nghĩ rằng CO2 được đóng gói trong bao tải hoặc là hộp rồi được bán. Chắc chắn là không phải như vậy. Không phải vì bạn cho chúng tôi tiền mà chúng tôi bán CO2 cho bạn. Chúng tôi sử dụng số tiền nhận được để trồng cây ngập mặn. Cây sẽ làm giảm lượng CO2 do con người tạo ra thông qua hoạt động du lịch và sản xuất công nghiệp. Ở Gazi, bảo vệ môi trường là một nỗ lực của cộng đồng và Mikoko Pamoja là một dự án thành công dựa trên kiến thức địa phương và hợp tác với người dân. Thưa quý vị, rừng ngập mặn không chỉ có tác dụng bảo vệ đê điều, bảo tồn, giữ gìn môi trường cũng như là bảo tồn các nguồn tài nguyên sinh vật mà còn có tác dụng điều hòa khí hậu, giảm thải ô nhiễm môi trường. Dự án bán khí carbon Mikoko Pamoja hiện đang tạo hiệu quả thiết thực giúp cho ngư trường của Kenya luôn giàu tài nguyên. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Trân trọng kính mời quý vị đón xem phần tiếp theo trong chương trình kỳ tới. Ngọc Diệu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.